Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mà Vạch. Trong video hôm nay, em sẽ hướng dẫn mọi người cách fix lỗi không mở được phần mềm Bartender trên Win 10. Mọi người cùng em theo dõi và thực hiện các thao tác sau nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vào mục Control Menu. Chọn tiếp Unistore. Ở mục Thân Window, chúng ta sẽ chọn Net Framework để tiến hành cài đặt và nhấn OK. Nhấn tiếp Blade Window và chờ đến khi phần mềm được cài đặt xong. Sau khi cài đặt xong thì nhấn Load để hoàn thành và chúng ta sẽ mở phần mềm. Như vậy là vừa rồi em đã hướng dẫn đến mọi người các thao tác để fix lỗi không mở được phần mềm Bartender trên Win 10. Với những thắc mắc cần hỗ trợ cụ thể, mọi người có thể liên hệ đến công ty Thế Giới Mà Vạch thông qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào website thegioimavach.com. Nếu thấy video này hay mà hữu ích, mọi người hãy cho em một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.